Bo TV muốn được đưa các bạn tới với một không gian hết sức xưa cũ, gợi nhắc cho chúng ta nhớ lại một thời bao cấp đầy khó khăn của thế hệ 7X, 8X như của ông bà cha mẹ chúng ta, mà còn muốn để giới thiệu với các bạn nhỏ, các bạn trẻ bây giờ là như Vinbo về một ký ức ngày xưa, về những món ăn của một thời khó khăn, để các bạn biết được cái giá trị cuộc sống mà các bạn được tận hưởng bây giờ là được xuất phát từ đâu và đã đánh đổi bằng những gì từ ông bà cha mẹ của các bạn ấy. Và bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức các món ăn trên mâm cơm gia đình của Vinbo TV ngày hôm nay nhé. Ấn tượng ban đầu khi ta tới quán là chiếc biển hiệu hết sức đơn sơ, giản dị, đậm chất xưa cũ của thời bao cấp. Và bên trong, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều kỷ vật độc đáo như chiếc vô tuyến cửa lùa quý giá, chiếc xe đạp vĩnh cửu, chiếc cassette băng cối, quạt tay voi Liên Xô, chiếc cặp lồng nhôm, hay ấn tượng từ hòn đá xếp chỗ mua hàng thời bao cấp trong ngôi nhà bức tường gạch quét vôi cũ kỹ, bong chóc đầy cảm xúc. Các bạn Vinbo, hôm nay mẹ sẽ mời các bạn ăn một bữa cơm rất là đặc biệt. Đối với bố mẹ ngày xưa, cơm thì nó sẽ khác cơm mọi ngày của chúng mình. Đố các bạn biết nó khác ở đâu? Đúng rồi, ngày xưa thì không có điều kiện như nhiều, cho nên là nếu mà nấu cho 4 người ăn thì sẽ bị đói, cho nên là phải độn thêm khoai sắn. Hôm nay mẹ đã mời các con ăn một món rất là đặc biệt, đó là món cơm độn khoai. Tiếp theo là món đậu tẩm hành này, dưa xào các mỡ, cơm cháy này. Ngày xưa phải nấu một nồi cơm, không phải nồi cơm điện đâu, mà là nồi gang, cho nên là cháy rất là ngon và thơm. Canh rau tẩm tàng nấu với cua. Và mới ăn món này thì không thể thiếu một thứ, đấy chính là cà pháo muối. Đây là hai món này không thể tách rời. Rồi, tiếp theo là món cá diếc kho. Và món vò kho này thì cái hương vị của nó không phải hương vị của ngày xưa, mà là một món mà được nhà quán ăn này biến tấu để ăn kèm với cơm cháy, để cho món ăn nó có thêm hương vị đậm đà hơn, để khách có thể thưởng thức cái cơm cháy này một cách thú vị hơn. Giới thiệu các bạn, hôm nay chúng mình sẽ uống trà đá. Đúng rồi, bằng ca con ạ, ca sắt. Đúng tên của nó là ca sắt. Và không chỉ có ca đâu, mà còn có bát sắt nữa. Bây giờ chúng mình sẽ như mọi ngày nhá, bạn Bo sẽ chia đũa, mời bố mẹ nào. Đây là bát sắt hả? Và bạn Bim sẽ chia bát, mời bố mẹ nhá. Nào. Cảm ơn con. Bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức bữa cơm một thời bao cấp đầy khó khăn của gia đình Vinbo nhá. Trong đáy nồi cơm ngày xưa không nấu bằng nồi cơm điện, mà nấu bằng nồi gang. Ăn hết cơm rồi thì cháy nó còn nhiều, mà không thể để phí một hạt gạo, cho nên là sẽ để lại một lớp cháy, người ta úp lại cái này để cho ngon mắt hơn, ngon miệng hơn đấy. Chà, là em Bo muốn ăn cháy đầu tiên đúng không? Ăn không vậy, xin mời cho tâm một miếng. Trong tuổi các con là bố mẹ phải rửa bát rồi, và rửa bát là phải dùng bà ngoại hay mua bát sắt này, hoặc là những cái mình có thể dạy các con rửa bát, nhưng mà không sợ bị làm rơi vào cái bát nào. Ra một chút nhà mình mua sắt đi à? Có chứ, ở đây chắc không có. Vẫn những món ăn quen thuộc với thế hệ cha mẹ, ông bà ta, như lạc rang muối, canh rau tập tàng nấu cua đồng, cà pháo, đậu phụ, cơm lộn khoai sắn hay tóp mỡ xào dưa chua, nhưng đã cho mình những trải nghiệm mới mẻ đầy thú vị, vừa thơm ngon khó cưỡng, tinh tế, tài tình trong cách chế biến, vừa như cho ta được trở về một miền ký ức đáng nhớ, cả về hương vị cũng như cảm xúc trong không gian hoài cổ. Đây sẽ có thực đơn của sử dụng cái chất liệu giấy tương đối cũ. Đấy, để cho các bạn xem. Rất nhiều cái món ngày xưa, nhưng mà bên cạnh đó thì là cũng biến tấu ra tương đối nhiều những cái món để phục vụ các nhu cầu khác nhau. Đó, nhiều lắm.
rất là nhiều món của cũng nó gọi là đặc trưng của Hà Nội ngày xưa đấy. Chả ốc, chả dươi, ốc hấp lá gừng, ốc xào chuối đậu nhiều món lắm. Chắc là mình sẽ quay lại. Bởi vì là quá nhiều món để mà thưởng thức trong 1 2 3 4 lần. Là một cái giống như là một quán cơm và cơm bình dân thôi. Ừ. Nhưng mà cái món ăn của mình lại mang cái phong vị ngày xưa. Ngày xưa thì đến đây cũng chỉ để ăn mà còn để nhớ lại một thời thơ, một thời ký ức, một thời nữa. Thế nên là món ăn thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta có thể đến đây để thưởng thức món ăn của một bữa cơm gia đình. Đúng rồi. Hoặc là mình cũng có thể là thử những món rất là ngon. Đó. Nhưng mà trong một cái không gian mình cảm giác là bữa ăn ngon miệng hơn và ấn tượng hơn. Mình thích gọi những món của ngày xưa hơn là những món ngày xưa. Đúng rồi, à, đến đây thì mình dùng các món ngày xưa thì là vẫn là tuyệt nhất. Nếu mà không phải là lựa chọn một món ăn nào đó thật sự đặc biệt thì bạn có thể chọn địa điểm này để thưởng thức một bữa cơm gia đình một cách rất là bình dị, để được hưởng một không khí gia đình ấm cúng hơn. Sổ mua lương thực này. Xưa mà có ít cháy ở nồi chấm với lại nước thịt kho nhất. Ừ. Chấm nước thịt thôi, phải ăn thịt đâu. Đúng rồi. Chấm nước thịt thôi. Mà thật ra ấy, với cái cháy này anh nhớ là ngày đấy kẹo đấy nồi ra để ăn ăn không thôi cũng đã ngon rồi. Đã rất thích rồi. Nhớ là mình còn theo mẹ đến chỗ làm. Những ngày được nghỉ học ấy, ở cơ quan bà cũng nấu cơm tập thể, bếp ăn tập thể cũng cháy này mà mọi người xếp hàng để mà xin nhà bếp, xin cái bác đầu bếp là cho xin một tí nước thịt riêng, xong mà xin cái cháy này cháy nhau. Đấy, ông giỏ chỉ xếp chồng và đỡ ở dưới là thành gỗ. Đấy, chẳng ra. Nhưng mà nhà bà ngoan có. Có, mình hát cái mái này mình vẫn phải băng, phải băng mình chỉ nhận được băng bằng cả. Còn mái này là hình tam giác. Con không biết tại sao hình tam giác. Để nước mưa vào nha thì nó sẽ chảy xuống. Chứ nó không đọng lại trong mái, nó sẽ chảy xuống theo chiều cái ngói không? Bây giờ không, bây giờ sau khi xây lại nhà thì là nhà mái bằng rồi, vì là mọi người cải tiến nhà lên để cuộc sống nó tiện nghi hơn. Tiền cổ này thì bây giờ à, bởi bây giờ làm gì còn nữa, bây giờ thì hiếm lắm rồi. Hồi bé bố rất thích, mỗi dịp Tết là bố rất thích được nghe tiếng pháo. Ừ, mỗi lần được nghe tiếng pháo là cảm giác là như Tết đến rồi. Đến bây giờ thì những cái kỷ niệm đấy nó còn giờ những kỷ niệm đấy nó chỉ còn trong ký ức thôi. Đúng rồi. À đấy, đây là cái xe đạp. Ây, đây là một đây bố nhìn thấy có một cái Simpson. Đây là một trong những cái kỷ niệm của một thời. Simpson này là của Liên Xô. Đây là ba Beta. Bán nước sôi. Bán nước sôi được đấy. Bán nước sôi. Rồi. Mâm đồng này để bát đĩa cũng như là đồ ăn vào mỗi bữa ăn. Rất nhiều những kỷ niệm, những cái kỷ vật của một thời mà đối với mình thì là thế hệ 8X thì đây cũng là một những kỷ niệm mà mình khó mà quên được. Đây là cái trạm. Chín rồi. Ô, chạy ra ngoài rồi. Này, đây là cái trạm. Nhà em ngày xưa có cái trạm như này không em? Dạ. Nhà em ngày xưa có cái trạm như này không? Không có. Không có à? Em 9X à? Ừ, 9X thì không biết. Nhà em cũng không có cái trạm này đâu nhỉ? Không ạ. Ừ. Đúng rồi, để bát đĩa cũng như là thức ăn vào đây. Bố ơi, bố không sợ bị ỉ quá và mấy con chuột nữa? Ngày xưa thì cũng không có nhiều đồ ăn đâu, làm gì có nhiều đồ ăn để mà để đâu, nên là cũng không sợ. Đó. Cái mô hình này gần như là một cái cửa hàng mậu dịch.
chiếu muôn chất đốt, góc cổ kính vùng bây giờ vẫn kỷ. Còn những bà các bà vẫn còn giữ lại cái công trái này không? Để làm kỷ niệm nhỉ? Đúng rồi. Và có những bà còn giữ lại những cái quyển sổ tiết kiệm mà giá trị còn có vài hào, vài đồng ngày xưa. Không có tiền cho nên là không mua được những loại bát sứ có tráng men đẹp, mà là ngày xưa Việt Nam chiến tranh là con nghèo, nhờ trợ cấp của Liên Xô, là nước Nga bây giờ, Liên bang Nga bây giờ rất nhiều nên người ta sản xuất những cái bát sắt để ăn thì rất bền, rơi không vỡ, rơi không vỡ, đấy mà lại sạch, rửa phát là sạch luôn, bát sắt mà, thời kỳ của mẹ. Tem phiếu mới mua được thịt, cho nên là cái miếng thịt ngại là phải giữ lại, phải ăn dần. Và cái mỡ này là dán lên, là cái phần mỡ của thịt bị dán lên để lấy mỡ để xào nấu thức ăn, và còn lại cái tóc này, đấy miếng thịt vẫn là đeo lại vào cái tóc này, không mất đi đâu nhá. Và xào lên ăn hoặc ăn với cơm, ăn với rau xào, đấy, tiết kiệm mà, khó khăn mà. Nên là cái dán hết mỡ rồi, còn lại cái tóc cũng phải giữ lại để ăn. Rồi, mẹ không những ít mà còn không có để mua, mỗi người chỉ được mua một phần thôi, không phải là cứ thích ăn bao nhiêu là mua bấy nhiêu đâu. Mà một cái tem đấy chỉ được mua ví dụ một hai lạng thịt một lần thôi. Lúc mà mẹ còn nhỏ thì là đấy, vẫn còn nhiều cái vẫn còn cũ xưa như này. Vẫn còn lại cái dư âm của thời bao cấp. Mặc dù là lúc mẹ sinh ra thì đã chặt đã hết rồi nhưng vẫn còn dư âm nên là vẫn còn biết nhiều. Thì cũng giống như là bây giờ bố mẹ kể lại cho bọn con đấy, thì ngày xưa ông bà cũng kể lại cho bố mẹ. Chắc là đói thì ngon thôi. Ăn tóc bây giờ chưa ngon không? Ông ngon mà lặng. Đây là một người ngày xưa mẹ sẽ phải rửa bát và nhá, Bim nhá. Ngày xưa ấy, mọi nhà đều dùng cái đèn vàng vàng như này này. Nên là cứ... Em bảo vào đây bảo sao tối thế? Không gian tối để vào đây mọi người muốn thưởng thức và tự nhớ lại không gian ngày xưa. Ngày xưa không có đèn pin sáng đâu, chỉ có đèn đỏ, thế rồi nhiều chục đèn trong căn nhà này. Không phải ăn chỉ có thời ông bà mình còn 8x rồi cũng không cần nhiều, có cái cơm hai chặt thôi. Lúc đấy là đất nước cũng phát triển rồi. Khoai này nó khoai ngon rồi. Khoai ngon nha, sượng lắm, bây giờ khoai này mềm rồi. Gạo dẻo ngon. Với cái món ăn cũng là cái món ăn của ngày xưa thôi. Còn về nguyên liệu thì mình nghĩ là nguyên liệu sẽ ngon hơn. Ngon hơn nhiều. Nên là ăn rất là ngon. Tóc mỡ ngày xưa là teo hơn nhiều. Tóc mỡ này vẫn còn nhiều mỡ lắm. Ừ, này còn có nạc nữa kìa. Có thịt nạc. Ừ. Các bạn nên gọi một đĩa cá riết kho. Cá riết kho tương. Anh ăn cá riết là ngon lắm. Ngon mà em ăn vừa đấy ăn cái miếng tóc mỡ ấy. Ừ. Tóc mỡ quện ngon lắm. Ngon. Mình thấy cá riết này ăn như xương, rất là ngon. Cảm giác là phải đến hàng chục năm rồi mình không được ăn cái món này. Mai cá riết là không bị mặn quá, có thể ăn chơi cũng được. Đánh giá là... Ăn không, ăn chơi cũng được. Ở đây đầu bếp khá là chuẩn bị. Nhưng mà chắc là ngày xưa các cụ còn phải kho theo kiểu mặn cơ, để ăn cho nó tiết kiệm, ăn được nhiều cơm. Còn đây này cũng là một trong cái cách kho theo cái phong cách của bây giờ rồi. Canh cua rau tập tàng này. Canh cua rau tập tàng. Quả cà chấm mắm. Mình nói thật là cái ấn tượng ngày xưa chắc là chỉ còn canh cua rau và quả cà thì chắc chắn là đánh bay cả cái mâm cơm. Chỉ không phải cần canh cua mà chỉ cần là canh rau mùng tơi, rau đay mùng tơi mà ăn với quả cà thì gọi là bát cơm hết bay. Không cần thịt thà gì cả. Không cần thịt, không cần cua. Là ăn hết veo. Ơi. Trong này là cơm gì ạ? Đây là cơm độn khoai. Cơm độn khoai là thơm nhất khoai. Đây là cá kho. Đây là thịt bò. Thịt cay đấy nhá. Một miếng. Để ăn với xôi. Cay mà ăn mềm, tôi thích thịt bò. Đậu rán tẩm hành này. Món này thì ra bây giờ ở nhà là mẹ vẫn làm cho Bimbo ăn đấy. Cái bát đây để xấy cơm.
Nào, em vào đây bắt mẹ sửa cơm nhá. Cây em mẩn đúng không? Mẹ. Em bón cả khoai đúng không? Vâng. Con. Không bỏ cháy ra ăn. Tí ăn cơm cháy đi. Lên các bạn ạ. Mình đang thấy là những du khách nước ngoài ấy, họ rất thích thú khi được thưởng thức những bữa cơm thời bao cấp Việt Nam. Chắc chắn là đây là một trong những món ăn mà với họ sẽ rất là đáng nhớ đấy. Chia sẻ của anh chủ quán, để thu thập được những kỷ vật này, khi quá khứ đã đi qua hàng chục năm, có nhiều đồ anh được bạn bè tặng lại, cũng có những kỷ vật anh phải kiếm tìm khá khó khăn và có khi phải mua lại với giá khá cao, dù chỉ là để trưng bày chứ không còn dùng được nữa. Mỗi đồ vật đều lưu giữ một câu chuyện, một ký ức mà nhiều người đến đây đã rơm rớm nước mắt khi nhìn lại những kỷ niệm xưa. Tới đây bạn sẽ cảm nhận được những ký ức khó quên đang ùa về. Mâm cơm với món ăn xưa cũ mà lại thật mới mẻ. Sự giao hòa cũ mới, vừa có tính kế thừa, vừa mang sự hồi tưởng đầy trân trọng. Các bạn thấy không? Bo vừa nhắc đến ký ức vui vẻ đấy. Đấy, trong cái chương trình ký ức vui vẻ là cũng có những cái kỷ niệm ngày xưa. Muốn ăn cả Hà Nội thì lựa chọn đến với quán ăn mộ dịch này là một địa điểm không thể bỏ qua các bạn ạ. Và lúc đầu thì Bimbo TV chỉ lựa chọn đến đây để ăn hoài niệm, nhớ lại ngày xưa. Nhưng khi đã thưởng thức các món ăn rất là đơn sơ giản dị này thì lại thấy rằng ở đây thức ăn đều rất vừa miệng. Các món ăn được chế biến khá ngon. Các bạn đã chán các đồ ăn Tây hoặc những món ăn cầu kỳ thì lựa chọn đến với quán Mộ Dịch số 37 phố Nam Tràng, một góc nhỏ của Hà Nội, là một lựa chọn không tồi để có thể vẫn có một bữa cơm gia đình một cách ấm cúng và trọn vẹn. Và Bimbo TV xin được tạm biệt các bạn tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những clip, ở những video thú vị tiếp theo ký kênh và chia sẻ, cũng như là để tiếp thêm cho Bimbo có thêm nhiều động lực để có thể tiếp tục review những địa điểm, những quán ăn, những món ăn mới để giúp các bạn có thêm nhiều hiểu biết về ẩm thực Hà Nội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Tạm biệt nha. Chào các bạn, tạm biệt nha. Với những người trẻ như mình, thưởng thức mâm cơm trong không gian xưa cũ càng làm ta mong muốn tìm hiểu hơn về quá khứ của ông cha, mà thêm yêu những gì ta đang có, để sống tốt hơn, trân trọng hơn một thời vất vả mà ấm áp tình người.